Mai số hả? Còn số không? con sợ cho mà khi không nổi à. Rồi với số đó rồi. rồi hơn về quá bài rồi rồi nặng lặn lái luôn á nha. Cảm ơn nha. Xin chào các bạn, trả lời kênh của mình thì hôm nay mình đi chợ, mình thấy có mấy cái dừa dưa bán có 5.000 đồng bạc thì mình ghé vô mình mua ủng hộ người ta các bạn, thì ủng hộ cái người bán thì cái người bán sẽ hết hàng sẽ mua cho người nông dân, thì mình giúp đỡ cho những cái người nông dân buôn bán được hàng các bạn. Thì bây giờ người ta bán rẻ quá, thì nếu mà ra tới chợ mà có 5.000 thì tại gốc thì chắc cũng vẫn 1.000-2.000 ký các bạn, nên các bạn nên ủng hộ người nông dân bằng cách mình mua mỗi người một trái ăn chơi đó các bạn. Thì bây giờ mình quay lại đằng sau lưng mình là cái chợ các bạn. Lựa cho mấy trái nhỏ nhỏ à. Ăn liền chưa? Ăn liền. Liền đấy là nhầm đi. Lựa cho nhỏ 5-6 trái đi. Nhỏ nhỏ dễ ăn. Nhiều bự quá ăn là không hết. Ra đây có 5.000, tại gốc có mấy ngàn bạc hả? Rồi 5 trái được rồi. Ủa cái ruộng dưa ở đâu em? Trời xa vậy. Rồi mình chạy mình thấy cái ông dĩ số cũng khổ quá, mình cho mấy trái dưa hấu ăn chơi các bạn. Dí theo ổng rồi. Rồi bố bao nhiêu số hả? Bán con tờ rồi. Bán con tờ. Ăn dưa hấu không? Cho ông trái nè. Con mua để rồi nè. Con mua hà. Thấy bên kia rẻ. Đổi hả? Rồi rồi nặng lặn lái luôn á nha. Cảm ơn nha. Dạ. Còn 3 trái này ăn chắc 3 ngày mới hết. Nó bên kia có bán có 5.000. Cảm ơn. Dạ. Đang bán cho hết đi số lẹ nha. Rồi. Ủa bà lộn vậy? Lắm. Trời ơi. Bạn dưa cháu cho bạn trái nè. Ừ. Hả? Cái nhỏ thôi. Ha. Trời ơi, để con kiếm cái bịch con để vô. Con sợ cho mà khi không nổi à. Rồi. Rồi. Ở nhà bộ nuôi chó nhiều lắm rồi sao lấy dữ vậy? Trời vô đây nó ăn gì hết. Ngày nào bà cũng ra đây bà lụm hả? Rồi nhà khá giả vô mà nuôi chó chi cả đống rồi bà đi làm cho cực. Vậy là phái ra làm chơi vậy hả? Cho là phải cho ăn đàng hoàng sướng người ta mới ăn chứ. Nó ăn cơm đâu ăn đâu. Rồi.
Dạ, về về bữa lên đây lạc phụ ơi. Ơn về bay. Ủa, bà bán số hả? Còn còn số không? Ờ, ăn, ăn, ăn dưa hấu cho bạn chịch, cho bạn trái hả? Lấy không? Thiên nổi không cho bạn trái nè, bốn tờ quá không? Rồi rồi rồi. Lấy trái nổi không? Lấy trái đi. Chắc giá đi. Chỗ trăm kẹt không sống gò nè. Sống gò để tôi chở bà đẳng cho bà luôn. Lát cho xong rồi lấy tiền sơm lại chứ sao. Nè. Còn 60 quất bà 4 tờ luôn là cho bà về khỏe. Rồi lên xe chở lại đẳng luôn. Đây nghe. Ở nhà bà còn con cháu gì không? Lớn đi làm đó hả? Trời ơi. Rồi, rồi giờ bà đi bán số bệnh. Giờ bà đi bán số bệnh nuôi đó hả? Trời ơi. Rồi. Rồi. Rồi giờ nó bỏ bà ở với ai? Ở với ba đứa nhỏ hả? Rồi. Rồi. Rồi con trai bạn trai. Có lấy tiền sơm chứ tốn gì trời. Trước đâu trời còn có nghĩ gì vô nhà. Cái này chắc vừa cầm dễ mà. Rồi. Rồi rồi. Con trái ăn. Con cũng còn nhà mấy trái. Nãy con mua 5-6 trái cho mấy ông dưới số đó rồi. Rồi rồi. Hơn về quá bà ơi. Rồi nãy giờ đi ra chợ xong cái ghé đằng trước cửa nó uống cà phê. Nãy giờ mới về các bạn. Bây giờ về ăn dưa hấu rồi. Trưa đói rồi. Ủa nãy giờ đi lấy thua đường lấy gì ha, bột ngọt hả? Nè mẹ đi lấy đường hả? Lấy gì? Lấy thuốc đường. Ừ. Thôi giờ sẽ trái dưa hấu nhỏ nè ăn chơi. Hả? Cái gì? Chưa? Kẹt trái dưa này cho muốn ăn nè. Nói vậy rồi, dễ vậy cũng kẹt. Nói vậy rồi, tự con kẹt. Nãy giờ con mình đòi ăn dưa hấu mà không ai ăn á, mẹ mình với ba mình đi công chuyện mới về các bạn. Sao ăn trái, trái lớn kìa. Trái nhỏ dễ ăn, trái lớn ăn gì hết. Cái sạch sẽ. Ừ. Rửa cho nó, mình sắt tay, mình thao tác nó không có dính vô tay. Bà ăn món gì vậy? Ăn chay, đậu hũ. Ăn đậu hũ dưa leo. Bây giờ sẽ dưa hấu ăn các bạn. Còn biết gì ăn đâu, còn là cái gẫm cái mỏ rồi vậy. Rồi. Giúp thôi các bạn. Ừ. Có đứa nào ăn dưa hấu không? Nó đang coi điện thoại rồi. Không nghe, nó mắc nghe. Mấy đứa nít giờ nó dán con mắt vô cái điện thoại kế bên. Bất cần hết rồi. Rồi, dứt thôi. Đây lấy cái nẻ. Lấy cái đầu xăm xăm lại ha. Lấy cái đầu sơm á lại đây. Lấy đầu sơm á.
đang quay mà. Lấy đồ sơm đây đi. Cái nĩa thôi đi sơm này hả? Ủa? Ừ, đây, lại sơm vô, bỏ vô, dứt. Cho bé Phú của cha đây. Rồi, ăn đi con. Cái tài không có chịu. Ké cái tài vô hả? Lại ông ngoại ra ăn cơm lại phá ông ngoại đây. Trời ơi, qua mình tắm giờ bị cảm luôn, đang làm lực tắm có dính trưởng rồi. Ăn dưa hấu bay. Ăn dưa hấu đỡ đói đi. Lớn dưa hấu lớn ơi. Qua nè. Giúp đi. Nè. Nhiều. Thôi mời các bạn dưa hấu nha. Thôi mời các bạn dưa hấu nha. Mát lạnh cả người. Hồi xưa mình muốn ăn dưa hấu vậy là phải chờ tới Tết đó các bạn. Tới Tết là có thịt con tàu rồi cái dưa hấu cải chua. Chứ giờ là người ta trồng dưa hấu quanh năm. Nó là cái nghề truyền thống của người ta luôn à. Mà không được 5 ngàn. Rồi có khi 10 ngàn, mười mấy ngàn ký dưa hấu luôn bạn. Có khi 15 ngàn ký dưa hấu luôn á. Mà bây giờ tại ở chợ lớn của tỉnh Long An luôn các bạn mà có 5 ngàn một trái à. Nên 5 ngàn một ký à. Thì nếu mà ở dùng sâu dùng xa mà tại gốc của người ta chắc khoảng có ngàn rưỡi ký là cùng các bạn. Tại vận chuyển xe cộ rồi mua bán qua thương lái nhiều mối nữa mới tới tay người dân. Mà tới tay người dân có 5 ngàn vậy là. Vậy là cái người nông dân trồng rất là rẻ. Rồi sao người ta bù lỗ được cái công cán người ta. Người nông dân không có lời. Cái người nông dân không có lời. Cái người bán mới có lời. Cái thương lái mới có lời chứ cái người nông dân không có lời. Người nông dân thiệt thòi nhất. Ta trồng ra số lượng rồi cha ta làm đủ thứ mọi chuyện để cho cái trái nó đẹp, nó bóng nó đẹp, lớn rồi ăn ngọt. À, là like cho con ăn nữa nè. Goodbye. Một trái thôi là ăn thôi, chẳng ăn cái nữa. Nó lên, rồi. Con mình phải một miếng là ăn hết đi, lấy cái miếng nữa. Ăn vậy nó rớt con, cái nĩa mình có một miếng đâu có chịu đựng được cái lực nó nổi đâu. Ngồi đây ăn cho đã đi. Con mình sáng giờ rồi xẻ cái này các bạn. Rồi xẻ cái này. Mà mình mới mua mới rồi mình cho vòng mấy chú mấy bác rồi. Bây giờ mình xẻ cái này ăn thử được vẫn ngọt. Cái chú này là chú trà phải không? Chú trà, con nghĩ chú trà để cạo cho em bé ăn đó. Không bà? Chứ chú gì? Ở dưới bếp kìa. Chú còn ngon chứ con nghĩ chú trà. Thơm còn ngon.
Để cạo cạo nó mắc dứt trong cá lợn chuối luôn á. Cái này chuối vui á. Ủa sao rỉ rượu mà sao để cho cao? Giờ yếu ra người ra chống lắm. Tôi có 6.4 rồi nó mà. Bả còn trẻ mà sao bị chị ra? 6.4 là trung bình. Bả chừng 50 trở lại vậy. Bả đâu có làm gì nặng đâu, tối ngày đi tập thể dục. Ngon quá. Thì nói chung cái video này thì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn là mình ủng hộ cho người dân chút xíu các bạn. Thì mỗi người mua trái hai trái thì mình ăn chơi hoặc ăn kèm bữa cơm hoặc ăn trưa cho nó mát các bạn. Thì nói chung trái cây thì lúc nào cũng rất là tốt cho cơ thể, bồi bổ vitamin và tăng sức đề kháng cho cơ thể của mình. Thì các bạn cũng nên ăn trái cây thường xuyên, không riêng ngoại lệ trái dưa hấu và mà tất cả các loại trái cây thì nó rất là tốt các bạn. Thì cái mùa này thì tại vì có bị sự cố nên thì ai cũng biết các bạn. Thì cái thằng viêm phổi nó hoành hành nên cái bị gián đoạn cái công việc mua bán của người ta, nên cái dưa hấu nó bị ứ động, nó không xuất khẩu được các bạn. Thì bây giờ các bạn cũng nên hỗ trợ cho người dân mà bằng cách trực tiếp các bạn. Mình mua cho người dân người ăn trái ăn cho vui thì mình kích cái lượng mà bán cho lẹ, thì người nông dân không có bị mà tồn động hàng. Tại vì trái cây trong vòng 5-7 bữa là nó hư các bạn, và mà người dân thì sẽ không có thu nhập gì hết thì khổ cho người dân. Nên các bạn giúp đỡ người ta bằng cách mua hàng các bạn. Thì nếu có mình làm video như thế này mà các bạn thích thì đăng ký kênh chia sẻ cho mình nha các bạn. Thôi xin chia tay các bạn.